Xin chào mừng cô chú, anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn một dụng cụ để làm hạ bớt nhiệt cho cái vườn cây của mình. Thì đây là dụng cụ đó các bạn. Người ta để là cái này Redu 20 độ F. Nó làm cho cái nhiệt độ mát hơn 20 độ F các bạn. Đó. Thì các bạn nhìn thấy Quỳnh Mai đã mua cái hộp này ở Trung Lô và nó đề là 1/4 in cooler system. Đó là một cái hệ thống làm cho mát các bạn. Nó giảm được 20 độ F. Đó. Thì mình xem cái gì ở trong đây nha. Thì các bạn nhìn thấy là đây là một cái cuộn dây đó, một cái cuộn dây, và cái cuộn dây này cái nhiệm vụ nó là phun nước các bạn đó. Phun nước tức là mình muốn chỗ nào mà mình gắn cái hệ thống này thì mình sẽ đem cái sợi dây này gắn là chỗ đó. Ví dụ như là trong cái các bạn trồng đó, có như trồng ớt gồm có 20 chậu thì các bạn sẽ gắn cái hệ thống này vô trong cái chỗ có 20 chậu ớt, thì rồi mình gắn cái ống nước cho nó phun ra các bạn, rồi mình sẽ độ chừng là nó phun bao lâu là đủ 10 phút hoặc là 20 phút thì mình sẽ ra mình tắt. Nếu mà cái vườn của các bạn rộng hơn thì các bạn sẽ mua cái hộp nhiều hơn, cái dây nhiều dài hơn các bạn. Thì cái hộp này Quỳnh Mai mua thì nó dài có để Quỳnh Mai xem nha, 10 feet đó. Cái này của nó dài, cái hộp này là 10 feet thì có 10 cái lỗ các bạn để cho nó phun ra. 1 feet thì có một cái lỗ phun ra, là 10 feet thì có 10 cái lỗ phun ra, rất là dễ luôn các bạn. Thì từ khi mà mình bắt đầu mình cho cái hệ thống này nó chạy thì sau đó 30 phút thì cái chỗ đó nó sẽ mát hơn 20 độ F các bạn đó. Thì Quỳnh Mai mua hai hộp này tức là 20 feet các bạn đó. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ mở ra để cho các bạn xem nha. Quỳnh Mai đã khui cái hộp ra rồi, thì ở trong này có một cuộn dây chiều dài là 10 feet đó các bạn. Và trong cái cuộn dây này người ta bố trí một đầu là cái đồ dặn này. Cái đồ dặn này là mình dặn vô trong cái ống nước của mình các bạn. Rồi trong cuộn dây này nó có 10 cái chỗ để xịt nước ra. Đây là chỗ này là để xịt nước ra các bạn. Rồi nó có thêm hai cái bịch nhỏ. Đây là hai cái bịch. Trong đây có 5 cái kẹp
với lại ở trên đầu nó có cái miếng ni lông này để mình kẹp vào cái chỗ mà mình bố trí cho nó xịt nước ra đó các bạn. Rồi ở đây có cái bịch nhỏ. Cái bịch nhỏ này gồm có 6 cái 6 cái đồ xịt nước, cái đầu xịt nước đặng cho mình gắn vô cái dây đó các bạn. Vậy thì cái dây này nó không phải là 10 cái lỗ mà nó có 6 cái lỗ để xịt nước ra, thì mình sẽ gắn cái 6 cái này vô chỗ xịt nước ra là chỗ này các bạn. Đó, chỗ này mình gắn cái bằng đồng này vô trong đó để khi mà ống nước chảy tới chỗ lỗ thì nó sẽ xịt nước ra là chỗ này các bạn. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ gắn cho các bạn xem nha. Quỳnh Mai đã gắn cái hệ thống này vào trong cái chỗ mình trồng mãng cầu này các bạn. Thì các bạn nhìn thấy nó đang xịt nước đó. Đó. Đây là một vòi nước nè. Rồi bên đây một vòi nữa các bạn. Đó các bạn nhìn thấy nó xịt nước ra cái tia nước nó nhỏ li ti nhưng mà rất có hiệu quả. Người ta nói rằng cho chạy cái hệ thống này trong 30 phút thì nhiệt độ sẽ giảm xuống 20 độ F đó các bạn. Thì Quỳnh Mai đã mua về đây một cái vòi nha, chảy ngay cái cây chậu cây thanh long của mình đó. Đó. Nước không có tốn nhiều các bạn, nó như, giống như là sương mù vậy nhưng mà rất là tốt. Bên đây cũng vậy. Các bạn nhìn thấy đó, nó đương phun ra, nó phun vào cây thanh long và nó làm giảm cái nhiệt độ trời nắng nóng nè các bạn. Đó. Đó, bạn nhìn thấy nó đang phun đây, cái tia nó ngay chỗ này. À, các bạn nhờ cái chỗ cái nút đồng này mà nước nó mới tia ra như vậy các bạn. Đó. Thì nó nhỏ từng giọt nhưng mà nó phun lên trên cái cây của mình làm cho nguyên vùng nó mát các bạn. Đó. Nó tạo ra tiếng động các bạn nghe coi, nó kêu re re re. Thì nơi Quỳnh Mai ở thì ngày hôm nay 105 độ F, rất là nóng nên Quỳnh Mai gắn cái này để cho vườn của mình mát bớt và những cái cây của mình nó không có bị chết các bạn. Đó. Những cây mãng cầu của mình nó rất là thích luôn. Các bạn nhìn thấy không? Đó, nước phun như vậy đó. Với lại cái hệ thống này đó nó phun như kiểu sương mù, như mưa lâm râm sương mù vậy đó các bạn. Các cây nó rất là thích, nhất là cây lan đó các bạn, cây hoa lan rất là thích luôn. Nếu mình gắn cái hệ thống này ở trong cái greenhouse mà trồng hoa lan thì hoa lan rất là thích đó. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn chia sẻ với các bạn một hệ thống làm cho mát vườn đó. Bán ở lô chỉ có 15 đô các bạn. Thì sợi dây này chiều dài của nó 10 feet, còn vườn của mình rộng hơn thì mình sẽ mua cái dây dài hơn như là 50 feet hoặc là 100 feet. Rồi mình về mình gắn thì mỗi ngày mình chỉ cần cho chạy chừng 30 phút
cũng không có hao nước gì mấy các bạn đó. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ, like để mình Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.